Xin chào đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên các mẫu xe đạp đua Obi model Olic, một con xe đạp đua khung full carbon các bác nhé, đến từ thương hiệu của Tây Ban Nha. Và chiếc xe này thì được trang bị một cái bộ đồ phải nói là cực kỳ là ngon, rất là cao cấp, từ bộ đè này, đè chuyển động đến từ thương hiệu Campaludo các bác nhé, cái thương hiệu phụ tùng xe đạp đứng đầu thế giới hiện nay của Ý các bác nhé. Model VOC 10 lít và hai tầng đĩa. Đấy. Bộ đùi đạp Sen Tour với hai đĩa đạp có cái màu chrome rất là bóng. Và cái điều đáng chú ý ở trên cái dòng Campaludo này các bác nhé, nó được sản xuất tại Italia luôn. Đây các bác có thể nhìn thấy made in Italia. Đấy. Kể cả những cái con ốc bắt đùi này các bác nhé, cũng được in made in Italia. Đấy. Bộ cấu hình cực kỳ ngon. Nên trên này đây, tay lắc Veloci nhìn nó rất là cao cấp. Những cái dòng phụ tùng của Campaludo này nhìn lúc nào cũng cực kỳ là cao cấp các bác nhá. Đây, khung full carbon với tông màu chủ đạo là đen pha với màu cam nhìn cực kỳ là thể thao. Vành 700C và sử dụng cặp vành Mavic các bác nhá, Mavic Pháp. Vành này là model là Casirium các bác nhé. Đây. Đây, Mayer bi vòng cuối lỗ và cặp vành này thì cũng được sản xuất tại Pháp luôn các bác nhé. Thương hiệu Pháp sản xuất tại Pháp, made in France. Đan lũa theo cách tầm dẹt. Lốp sau cũng được trang bị là lốp Mavic luôn. Đây. Cấu hình cực kỳ ngon các bác nhé. Thương hiệu Obi, thương hiệu cực kỳ là nổi tiếng và đẳng cấp của Tây Ban Nha. Đây, rất đẹp. Đây, đi phải ưu đấy, rất là bon. Thành 3 mảnh. Đây, và chủ xe có để lại cho các bác một cái bê đan cá này luôn đây các bác nhé, bê đan hãng Lock. Dưới gầm xe các bác nhé, nó có những cái mã xe, mã số khung, nó ra một cái tấm kim loại và nó bắn thẳng khung các bác luôn các bác nhé. Đấy. Và nó có những còn những cái tem mã số gì đó của nước ngoài em đọc cũng không hiểu lắm. Đấy, em cứ quay cho các bác xem. Đó. Rồi sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây và ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 55 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 53 cm. Thì chiếc xe này có cái size nó cũng khá là lớn nữa nhé, nó sẽ phù hợp cho bác đi từ khoảng 1m70 đến 1m75 đến 1m85 thì đi là phù hợp. Đó, bộ chuyển động Campaludo Veloci với 10 tầng lít và 2 tầng đĩa đạp cũng như. Chiếc xe có 20 tốc độ khác nhau, đạp lên xuống thì cực kỳ mượt mà. Campaludo một cái hãng sản xuất phụ tùng xe đạp đứng đầu thế giới hiện nay rồi, cũng trên Yamaha và Shimano. Và
con xe mà có cái yếu tố sưu tầm rất là cao, với những cái cấu hình cực kỳ là ngon. Group thì made in Italia, vành made in Hà Lan, rất ngon các bác nhé. Đó, đang có giá bán cho em là 21.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đang bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.